Thưa quý vị, sáng nay tại Vườn Hoa Vạn Xuân, quận Ba Đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Ngay sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trực tiếp tham gia vệ sinh khu vực tượng đài Quyết Tử tại Vườn Hoa Vạn Xuân. Cùng thời điểm, trên địa bàn thành phố, các lực lượng và người dân trên địa bàn thành phố đã tham gia vệ sinh môi trường các tuyến phố, vườn hoa, trường học, dọn dẹp và xử lý cây đổ, cành gãy, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phun khử trùng để phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi công cộng. Kiểm tra tình hình thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố và tham gia vệ sinh môi trường cùng người dân, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng chăm lo cho nhân dân, hỗ trợ đồ ăn, nước uống, không để ai bị đói rét. Đặc biệt người dân thủ đô đã chung tay với cấp ủy, chính quyền, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau vượt qua bão lũ. Bí thư Thành ủy đề nghị hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đó, cùng làm sạch môi trường thủ đô để phòng chống dịch bệnh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024.